I need a weapon. I got supplies. Bên này 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 bên
Một viên. Mắc đồ rồi. Không lên mặt này. Ok bạn ơi, ta đã ăn viên ca rồi. Ây, hỏi thế nào, ngứng nhỉ. Ừ. Ừ, bơm nước đã. Ây à, tắt ghê à. Bot. Ôi. Lốc bạn ơi, lốc bạn ơi. Mày tí tới okay, đi. Ok. Cô với. Tí tới đi. Sao con bot? Bỏ ra đi. Bỏ. Chạy nhà đây. Ok. Từ đã, chưa. Rác kìa. Bot nha, không phải người nữa nha. Nó bị móc rồi. Rác bạn ơi. Ôi. Phía sau còn có người nữa kìa. Đây rồi, thấy rồi. Cứu kia đi. 145, hướng 145 sau khu nhà. Bạn mặt ra đây tôi cứu nó. Bom rồi. Luôn. À thấy, nghe hòn đá luôn. Quýnh lên sao nào? Hồ đá hướng 150 ngay khu nhà. Đấy, hồ đá ngay đó, đúng rồi. Xe tới à? Còn mẹ nó tin nhỉ, căn số 3 làm cái lộn gì. Ôi! Mày bị mẹ ảnh náo quá lộn cái thằng số 3. Tôi ba ngáo vậy. Chán bay luôn. Lúc buổi cứu. Nè ngó ra sấy nè. Trời cứu đi, làm cái gì vậy? Quái gì luôn. Ngồi lùi chụp nó cao. Mẹ nó bắn ra thì chết. Vậy mẹ cũng làm cái gì vậy? Bắn chắc vãi luôn. Không hiểu kiểu gì luôn, ngáo thiệt sự. Lồn không bơm máu đi. Thôi thanh niên nó chết chắc rồi. Ba lồn. Tạ ơi, gặp tạ rồi. Chịu thôi ông ơi. Mày ơi, cứu con số 3. Trời, thanh niên còn ngồi bơm ben, còn ngồi quấn bandit kìa. Giờ có máu. Sợ thật rồi. Chạy mẹ. Cái này quay ra cái xí nhẹ cái mình nghẹo ngay chứ đừng nói.
Quite chaotic, so. Vô đây. Quay tay tí đã. Số 3 thiệt sự. Ra là không cover được. Này ông này không cover được luôn. Ờ. Trời bị két kêu rồi. Trời ơi. Lát cốt kìa. Số 3 đó làm gì vậy? Chứ. Ôi trời 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 trời. Alo, đâu rồi?